Mỡ nách nhiều là nỗi khổ của rất nhiều người, vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Có cách giảm mỡ nách nào nhanh và hiệu quả không? Hãy cùng Khỏe Mỗi Phút tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Mỡ nách là gì? Mỡ nách nhiều do đâu? Mỡ nách là vùng mỡ nhỏ phía dưới cánh tay, nhìn giống phần thịt thừa cạnh nách nên nhiều chị em phụ nữ thường không hay để ý đến. Nhưng khi mặc các trang phục hở tay như áo 2 dây, váy cúp ngực thì mỡ nách mới lộ ra rõ ràng hơn. Có nhiều nguyên nhân gây ra mỡ nách nhưng các nguyên nhân chủ yếu thường là di truyền. Nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ thừa ở nách đầu tiên phải kể đến là do yếu tố di truyền. Các yếu tố về gen và di truyền có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố mỡ trong cơ thể. Đặc biệt là tích tụ mỡ và phân bố mỡ ở nữ giới bị ảnh hưởng bởi yếu tố gen nhiều hơn nam giới. Nên nếu trong gia đình bạn có người lớn tiền sử bị tích mỡ ở nách, thì nhiều khả năng bạn cũng sẽ gặp phải tình trạng này. Do ít vận động thường dẫn đến thừa cân béo phì và tích mỡ dưới da, bao gồm cả vùng nách và bắp tay. Giảm cân thông qua việc luyện tập thể thao thường xuyên cùng với thay đổi chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện tình trạng thừa mỡ ở nách. Hormone. Trong các giai đoạn như vậy thì mang thai, chu kỳ kinh nguyệt và mãn kinh, hormone trong cơ thể phụ nữ thường có nhiều thay đổi khiến các mô vú thay đổi. Điều này có thể sẽ làm tăng việc tích tụ da thừa hoặc mỡ thừa ở vùng giữa ngực và nách. Sưng hạch bạch huyết gần như mọi vị trí trên cơ thể. Chỗ nào cũng sẽ có hạch bạch huyết. Sưng hạch bạch huyết xảy ra khi các tuyến ở nách bị sưng phù dẫn đến tích mỡ vùng nách. Ngoài ra, ung thư vú và u lympho cũng có thể là các nguyên nhân gây sưng vùng nách và làm tích mỡ nách. Do lão hóa, tuổi tác cao, tỷ lệ trao đổi chất giảm dần, lượng calo bị đốt cháy thấp. Do vậy, mỡ có xu hướng tích tụ tại khu vực bụng đùi, nách và cánh tay. Sử dụng áo ngực không vừa vặn, nhiều chuyên gia cho rằng việc mặc áo ngực không phù hợp cũng là tác nhân hàng đầu gây tình trạng thừa mỡ ở nách. Khi mặc áo ngực có cúp nhỏ so với ngực, mô vú sẽ không có không gian để phát triển, do vậy nó sẽ di chuyển sang vùng nách. Rối loạn chuyển hóa có mối liên kết chặt chẽ với tình trạng thừa cân, béo phì nên cũng có thể là một nguyên nhân gây ra thừa mỡ nách. Nhìn chung, dù là do nguyên nhân tác động nào đi chăng nữa thì việc có mỡ thừa ở vùng dưới cánh tay cũng đều gây ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây nên các u mỡ, bú mỡ dưới nách. Do vậy, việc tìm tới các phương pháp làm giảm mỡ vùng nách là điều cần thiết. Sau đây, hãy cùng Khỏe Mỗi Phút tham khảo ngay 5 cách giảm mỡ nách hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà nhé. Cách giảm mỡ nách hiệu quả tại nhà dễ thực hiện. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý. Hầu hết mọi người nếu bỏ đi các yếu tố khách quan do gen, do cơ địa, do sinh đẻ thì bị tích mỡ nách thường là do ăn uống không khoa học. Quá nhiều dầu mỡ, chất béo, tinh bột khiến thừa cân, béo phì. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm mỡ nách hiệu quả thì trước tiên cần phải xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học. Uống nhiều nước, 2 lít mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và tránh xa các đồ ăn nhanh, chất kích thích, đồ chiên rán, nhiều đường, nhiều tinh bột. Tập các bài tập gym giảm mỡ nách. Có rất nhiều bài tập gym, yoga tại nhà đơn giản, dễ tập giúp giảm mỡ vùng nách hiệu quả mà bạn có thể tham khảo. Ví dụ như bài tập chống đẩy có tác động lên vùng lưng, nách, bắp tay, giúp giảm mỡ toàn thân. Đồng thời, động tác này còn giúp cơ vai linh hoạt, dẻo dai hơn. Bài tập ép ngực, co duỗi chân. Động tác ép ngực, co duỗi chân thích hợp cho những ai tích tụ nhiều ngấn mỡ tại hai bên nách. Thực hiện ép ngực, co duỗi chân sẽ giúp tác động đến hai bên bắp tay, làm tan mỡ vùng nách hiệu quả. Bài tập lăn xoay người, ngoài việc giảm mỡ lường không, bài tập lăn xoay người còn giúp giảm mỡ bắp tay và dưới cánh tay. Yoga tư thế bồ câu một chân, tư thế này có tác dụng làm căng cơ tay, vai và đùi. Nhờ vậy loại bỏ các cục mỡ dưới nách nhanh chóng. Yoga tư thế tấm ván ngược, bài tập yoga này có tác dụng tăng sức mạnh cho phần cổ tay, lưng và chân, nhờ đó mỡ thừa cánh tay cũng được cải thiện rõ rệt. Lựa chọn áo ngực vừa vặn. Một trong những nguyên nhân gây tích mỡ dưới cánh tay phải kể đến đó là lựa chọn áo ngực không phù hợp. Vì vậy, các chị em nên tham khảo cách đo size áo ngực chuẩn để chọn được áo ngực đúng với size của mình, qua đó giảm tình trạng mỡ vùng nách bị dồn sang hai bên. Sử dụng kem bôi tan mỡ nách. Bạn có thể tìm mua và sử dụng các loại kem bôi có tác dụng tan mỡ nhờ cơ chế thẩm thấu xuyên qua các tầng da, làm tiêu hao và triệt bỏ những mô mỡ dưới cánh tay. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này bạn cần lựa chọn những sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu chiết xuất để tránh gây tác dụng phụ tới da. Sử dụng máy massage. Sử dụng máy massage cầm tay để massage vùng da dưới cánh tay thường xuyên cũng có tác dụng giúp giảm lượng mỡ thừa ở nách, làm săn chắc các tổ chức mô dưới da ở vùng dưới cánh tay. Làm thế nào để hạn chế mỡ nách? Trên đây chỉ là một số phương pháp để giúp giảm lượng mỡ thừa ở vùng nách. Để hạn chế mỡ nách một cách tối đa và đảm bảo nhất, bạn nên lưu ý thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để hạn chế lượng mỡ thừa trên cơ thể. Sinh hoạt khoa học, điều độ, không thức khuya. Bổ sung nhóm các thực phẩm cung cấp nhiều chất xơ, các loại vitamin và khoáng chất. Hạn chế các loại thực phẩm nhiều đường, tinh bột. Uống đủ nước mỗi ngày. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra tình trạng tích mỡ nách cũng như cách giảm mỡ nách hiệu quả tại nhà.